mà thay vì làm với đất sét thì chị mắt to sẽ làm với những loại bột khác nhau. Ở đây thì chị mắt to đã mua đến 4 loại bịch bột. Thứ nhất là bột gạo, thứ hai là bột mì, thứ ba là bột năng, và thứ tư là bịch bột bắp. Bột bắp là vừa rồi thì chị đã sử dụng bột bắp để làm đất sét đó. Thì lần này thì chị đã sử dụng luôn cái bịch này luôn, là chị có 4 loại bột đúng không? Và hôm nay chị sẽ làm thôi. Trước khi chị bắt tay vào làm thì các em ơi, em nào mà chưa đăng ký kênh của chị thì hãy giúp cho chị đạt được 10.000 sub nha, và chia sẻ cho bạn bè của mình để chị có động lực để làm những video mới nhất và hay nhất. Rồi, bắt đầu làm. Đầu tiên thì chị sẽ chuẩn bị 4 cái hũ như thế này. 4 cái hũ thì chị sẽ đậy 4 nắp với những cái tên gọi khác nhau, 4 loại bột. Và sau đó chị sẽ chia scrap ra thành 4 phần. Giờ thì chị sẽ cho mỗi loại bột sẽ là một muỗng nha. Chị sẽ dùng một muỗng như thế này. Khi mình nhìn nhận 4 loại bột này á, thì bột mì á, đục hơn còn đục hơn các loại bột khác. Những loại bột khác thì rất là mịn nè và trắng. Bột năng rất là mịn luôn nha các em. Bột năng và bột bắp thì có cái tính chất gần tương đương với nhau. Còn bột gạo thì không có mịn lắm. Bột mì thì cũng khá là giống bột gạo. Rồi bây giờ mình sẽ trộn thôi. Đầu tiên chị sẽ trộn bột mì nha. Một muỗng không đủ nên là bây giờ chị sẽ cần thêm nữa. Khi mà trộn á, hồi nãy rất là dính tay nên chị đã bỏ thêm borax vào. Và bây giờ thì kéo rất là dẻo và thì em thấy nó rất là mượt mà nè. Rất là dẻo và mượt luôn. Nên là chị nghĩ là bây giờ đã thành công rồi á. Rất là dai nha các em. Kiểu mà nó dai mà nó mịn làm sao á, khá là đẹp luôn á. Kéo hơi là nặng, hơi nặng tay, nó không có dẻo như cái lúc nãy nữa. Rồi bây giờ chị sẽ để sang một bên nha. Nhưng mà nếu mà thả nhẹ ra thì nó rất là dễ chảy, nó chảy nè. Đó. Mà khi kéo lại thì nó rất là dai. Rồi tiếp theo mình sẽ đến thủ tiếp theo nha. Tiếp theo sẽ là bột gạo màu tím. Rồi chị sẽ trộn bột gạo màu tím nha. Với bột á, thì rất là dễ chảy luôn các em. Rồi trộn mà để một xí, mình sơ xúc một chút á, là nó sẽ chảy xuống. Này các em nhìn thấy cái chỗ này nè. Đó, chị lỡ làm chảy đó. Nhưng mà mỗi lần mà cứ thêm bột á, là chị phải thêm borax vào cho nó cứng. Chứ không thôi là nó chảy rất là ghê và rất là dính tay luôn.
À, các em thấy bây giờ nó khi mà chị trộn borax á thì nó cũng dính phay. Sau khi xong bột gạo rồi chị sẽ trộn bột năng. Mong là bột năng này sẽ đẹp. Trộn bột năng. Ồ, trộn bột năng nó không có như bột mì với lại bột gạo, nó không có chảy chứ em. Hay là chị trộn chưa tới? Chị không biết nữa, nhưng mà mới đầu thì chị trộn chị thấy nó chưa chảy nè. Như nãy các em thấy là khi chị trộn bột gạo với bột mì chảy và dính tay lắm đúng không? Còn bột năng thì không có như vậy nha. Thôi chị sẽ lấy thêm bột năng. Ôi thích quá, nãy giờ chị trộn hai loại bột kia thì chị cảm thấy người rất là buồn bởi vì dính tay rất là nhiều. Còn bột năng thì rất là thích luôn vì nó không có dính tay và nó không có chảy ra nữa các em. Sau khi trộn những loại bột này xong á thì nhà chị y như một nhà làm bánh vậy đó, bột không là bột. Đúng không? Các em thấy nè, không có dính. Màu hồng rất là đẹp hơn các em và mịn nữa. Khi kéo cái này cũng khá là dai. Đây. Và điều mà chị ưng ý nhất của bột năng đó là không có dính tay và chảy ra. À, hay là bây giờ nó dính nè. Rồi tiếp theo chị sẽ trộn bột bắp. Bột bắp là bột cuối cùng đó. Của chúng ta hơi không dính tay đó, chị không biết là dính không. Bây giờ chị sẽ trộn lên. Đây là bốn loại bột của chúng ta. Sau khi trộn xong, các em thích loại nào nhất? Chị thấy cái nào cũng chảy hết, nhưng riêng bột năng thì ít chảy hơn. Và chơi thì khi mà mình kéo mới đầu thì rất là chảy, nhưng mà khi mà mình kéo nhiều thì không có còn chảy nữa. Thì chị rất là thích chơi cái loại bột năng này. Các em thì thích loại nào, các em comment cho chị biết nha. Bây giờ thì chị sẽ chào tạm biệt các em. Trước khi chị chào tạm biệt các em, chị sẽ trộn tất cả các loại này lại với nhau. Không biết sẽ ra màu gì đây. Màu tím hơi lạc đúng không? Bây giờ chị sẽ trộn lại với nhau nha. Đây là sau khi trộn lại với nhau thì nó ra một cái màu như thế này. Chị cũng không hiểu tại sao thì nó lại cứ chảy. Các em phải giải thích cho chị biết nha. Bây giờ thì chị thả xuống chị nghe kêu, coi thử tiếng kêu của nó như thế nào ha. Hơi dính. Hơi phèo của các em phải không? Không phèo. Các em comment cho chị biết và giải thích giúp chị nha. Chị mong là chị sẽ làm những slime đẹp. Nhưng mà sao gần đây á, chị làm slime mà nó cứ xấu thì sao á. Chị có một cái charm lần trước là chị đã làm rồi đó. Bây giờ chị sẽ bỏ vào. Đây, chị đã bỏ vào tô và chị dùng miếng charm mà lần trước chị đã làm. Chị bỏ lên. Tạm biệt các em.